Đây là bài viết tên gọi các thiết bị Photography Basic của tác giả Bánh Mì Trứng. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. Bài thứ hai của nhiếp ảnh cơ bản. Bài này ngôn ngữ viết từ lâu theo kiểu hài hài, có gì các bác bỏ qua cho nhé. Đôi khi các gà, hiện giờ chúng ta sẽ phân loại theo kiểu không biết mẹ gì là gà, biết tí tí là bưởi trong các bài viết. Đó, đôi khi các gà gặp một siêu cấp cao thủ nào đấy tán phét về nhiếp ảnh. Siêu cao thủ tuôn ra đủ thứ khái niệm với đủ mọi loại từ chuyên môn, có thể làm bất cứ con gà nào cũng đầu gà quay cuồng cả. Yên tâm đi, chiêu lè gà thôi, đọc bài dưới thì gà chẳng phải sợ thằng cáo nào nữa hết. 1. Body, Lens, Prime, Fix, Zoom. Đầu tiên, body đơn giản là cái thân máy ảnh. Tuy nhiên, một khi đã nói tới body, có nghĩa là không bao gồm ống kính ở trong đó. Một bộ máy ảnh DSLR muốn hoạt động được thì phải bao gồm hai thứ là body và lens. Body được phân biệt bởi số chấm, tức là megapixel. Ví dụ, có những cái máy chỉ khoảng 12 chấm và có những cái máy lên tới 60 chấm. Chấm càng to thì hình càng nhiều chi tiết và càng nặng. Và như đã nói ở bài 1, thì các gà rất hay bị lừa bởi body đời mới chấm cao, trong khi chỉ cần 12 đến 14 chấm là đủ cho hầu hết các nhu cầu còm cõi họ nhà gà rồi. Tiếp theo, nói về lens, thì đây là tên gọi của ống kính, tức là cái ống gắn ở phía trước body. Mỗi một hiệu máy ảnh sẽ xài một loại lens khác nhau, không thể dùng chung được nhé. Người ta hay gọi là ngàm. Máy Canon thì xài lens ngàm Canon, máy Nikon thì xài lens ngàm Nikon, vân vân và mây mây. Có một số hãng thứ ba sản xuất lens cho tất cả các hiệu máy. Chúng ta hay gọi đó là Lens 4, gọi tắt từ cụm Lens 4 hãng XX. Nếu muốn mua Lens 4, nhớ lưu ý lens đó đang sử dụng ngàm gì nhé. Lens được phân loại bởi một khái niệm gọi là tiêu cự. Để giải thích khái niệm này cần một bài viết có tính học thuật hơn, tuy nhiên nó không cần thiết cho sự cơ bản của các gà. Khi một con cáo nào đấy hê lên, anh cần bán một em Sigma 35 Foca, thì có nghĩa là thằng trả đang muốn bán một cái ống kính do hãng Sigma sản xuất cho thân máy Canon có tiêu cự 35mm. Về chủng loại lens thì phân ra hai chủng loại chính là Prime, Fix hay là Zoom. Ngoài ra, còn một số quái thai kiểu Tilt Shift hay là Baby các gà không cần quan tâm. Prime là từ quốc tế, còn về Việt Nam nó biến thành Fix. Nếu có ai đó bảo gà rằng tao cho mày cái ống Fix này, thì có nghĩa là gà đang có một cái ống kính không thay đổi tiêu cự được. Ngược lại, nó bảo mày cho tao mượn cái ống zoom, thì có nghĩa là gà phải ói ra cho nó một cái ống kính để có thể thay đổi được tiêu cự. 2. Khái niệm tiêu cự. Các gà có thể thấy hệ thống ống kính đều xoay quanh hai khái niệm, tiêu cự và độ mở khẩu. Vậy tiêu cự là gì? Theo banhmichung.com, tiêu cự dùng để phân biệt ống kính. Ví dụ, thằng bạn anh hay lẩm bẩm trước mặt anh kiểu tao có đủ bộ 14, 35, 85, 200 nhá. Thì gà có thể hiểu, một là nó đang khoe của, hai là nó có một bộ 4 ống kính có các tiêu cự 14mm, 35mm, 85mm và 200mm. Ống kính siêu rộng, super wide, là những ống kính có tiêu cự dưới 15mm, ví dụ như là 8mm chẳng hạn. Những ống kính này thường dùng để chụp kiến trúc hoặc phong cảnh. Những ống này rất khó xài, ngay cả với dân chuyên nghiệp và thường khá là đắt. Ống kính góc rộng là những ống kính có tiêu cự từ 15 đến 35mm. Những ống này cũng dùng để chụp phong cảnh hoặc là có thể ké thêm tí street life. Ưu điểm là giá rẻ, nhỏ gọn và dùng được trong nhiều trường hợp hơn là cái bọn hàng siêu rộng. Ống kính tiêu chuẩn là những ống kính có tiêu cự từ 35 đến 70mm. Đây là những ống kính thông dụng nhất khi mà các gà mới mua máy. Có thể dùng để chụp chân dung, street life, hoa lá cảnh này nọ, ké miếng phong cảnh cũng được. Tất cả các hãng sẽ đều có một cái ống kính tiêu cự 50mm làm tiêu chuẩn. Chất lượng và giá cả đều tốt nhất, thích hợp để làm quen nhiếp ảnh. Ống kính tele. Ống kính tele là những ống kéo dài từ 70 đến 200mm. Đây là những ống kính dùng để chụp chân dung, người mẫu hoặc là các vật thể ở xa. Ống càng dài thì chụp chân dung và xóa phông càng đẹp. Tuy nhiên, chỉ nên chọn giới hạn tối đa là 200mm
vì nếu dài hơn sẽ rất khó để điều khiển. Ống kính 85mm là một ống kính tiêu chuẩn trong dòng lens tele dành để chụp chân dung. Ống kính Super Tele là những ống kính dài trên 200mm. Đây là loại ống kính chuyên để chụp mấy thứ xa tít mù tấp như là chim chóc thú hoang hay là những thứ bé xíu xiu xiu như là hoa thúi địt. Đặc điểm của mấy con hàng Super Tele này là siêu nặng và siêu to. Gà nào mà muốn tập tay miễn phí thì nên mua thay tạ luôn. Nhớ nhấc cho đều cả hai bên, không là lệch cơ xấu bỏ mỡ. Ống zoom là loại ống kính có thể thay đổi tiêu cự được. Ví dụ như thay vì vác theo một lô ống kính như 14, 35, 50, 85, 200 như là thằng bạn anh ấy, thì một thằng khác chỉ vác theo duy nhất một cái ống zoom 18mm đến 200mm. Có nghĩa là cái ống kính đấy nó có thể thay đổi tất cả các tiêu cự từ 18mm đến 200mm. Những cái ống có thể thay đổi tiêu cự như vậy, người ta gọi nó là ống zoom. Đến đây thì các gà sẽ thắc mắc việc quái gì phải dùng 4 cái ống fix thay vì một cái ống zoom như vậy. Tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Ống fix do cấu tạo đơn giản và dễ sản xuất hơn, nên trọng lượng và chất lượng bao giờ cũng tốt hơn ống zoom. Rất nhiều bưởi sẽ chấp nhận đổi sự tiện dụng của ống zoom này, lấy được cái chất lượng của ống fix. Anh không bàn đến đúng hay sai ở đây, bởi vì chọn ống kính không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay là không phù hợp nhu cầu sử dụng của các bưởi mà thôi. Và dĩ nhiên, anh hy vọng là các con gà sau khi học hết 5 bài viết cơ bản đầu tiên thì sẽ có thể tự mình phán đoán là nên mua sắm như thế nào cho hợp lý và kinh tế nhất. Bài này đã dài, nghĩa là thôi, anh cắt đi ngủ đây. Bài sau sẽ giới thiệu thêm cho các gà về khái niệm khẩu độ, kích thước sensor và ống kính macro. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!